Hello cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh Cuộc Kiểm Tra. Ngày mới chúc cả nhà luôn vui, luôn khỏe và đừng quên chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hôm nay có dịp về quê quay chia sẻ cho cả nhà về cách thu hoạch bông điên điển của người dân miền Tây nha cả nhà. Mời cả nhà xem clip nha. Đây bông điên điển mọi người. Bông điên điển đầu mùa thì cái bông nó rất là dài luôn nha mọi người. Bông nó dài như thế này nè mọi người, gần cả gan hơn một gan của mình luôn á. Nên mình hái nó cái rất là mau nè, đây nè, bông như thế này. Cái nhánh đặc biệt, cái nhánh mình trồng á là nhánh nhỏ như thế này nè mọi người. Khi mình quằn xuống á, mình sẽ ôm cái cây điên điển nè. Mình quằn nhẹ xuống vậy nè. Đó là quằn được hết trơn luôn, chứ không phải mình trồng cái cây bằng bắp đùi đâu nha. Trồng cái cây mà to bằng bắp đùi là hái không được, khó hái, hái lâu có ký lắm. Đây ở chỗ mình nữa thì mình cho hái là mình để cái sọt vậy nè, cái hai tay mình hái. Đặc biệt cái bông điên điển này thì nó cái rất là dài, dài so với điên điển truyền thống của mình rất là nhiều luôn nha. Và cái cọng của bông á thì nó rất là to nè, cọng nó bự bự không gì nè mọi người. Để mình hái là đạt năng suất cao hơn so với bông điên điển truyền thống của mình, nhưng mà ăn nó cũng rất là ngon luôn nè mọi người, nhìn hấp dẫn không. Đây là cái bông nó dài như thế này nè mọi người, nó là một gang tay của mình luôn đó nè, hơn một gang luôn, là tầm khoảng 2 tấc mấy đó. Đặc biệt hồi nhỏ thì mọi người chăm sóc thì đừng có dung phân nhiều quá, dung phân nhiều quá thì cái cây nó sẽ mập cây, cái gốc nó bự á, này cái gốc nó nhỏ không nè, nhánh nó cũng nhỏ nữa, nhánh nó nhỏ như thế này nè, không tới bằng ngón tay nữa, nhỏ hơn ngón tay nữa nên mình mới dễ hái. Nhiều cô chú anh chị vô comment hỏi mình thì cái cách chăm sóc thì mình cũng chia sẻ rất là nhiều, nhưng mà một số anh chị thì đa số là 90% thì trồng là đạt hiệu quả, còn một số thì chưa đạt. Thì cái nào chưa rõ thì mọi người cứ alo cho mình số điện thoại quen thuộc đó là 036 675 8205 ha. Số điện thoại thì mình có để dưới đường link của phần mô tả trong video á, mọi người vào xem nha. Đây đây mình hái tiếp cho mọi người xem nha. Ai mà yêu thích thiên nhiên ruộng đồng thì mọi người cứ ghé vào xem kênh của mình, và đừng quên nhấn like và đăng ký và chia sẻ video cho mình nha. Mình có dịp mình sẽ quay tiếp cho cả nhà xem về thiên nhiên ruộng đồng, cảnh đẹp thiên nhiên ở quê mình và kỹ thuật chăm sóc cái cây bông điên điển đạt năng suất cao, cải thiện kinh tế. Đây, rất là nhiều luôn nha. Bây giờ mình tạm thời mình ngưng video ở đây để mình mọi người cùng theo dõi nha. Mình tự quay để mình tiếp tục cái công việc đó là hái bông điên điển nha mọi người. Trời ơi, có cái bông dài hết hồn luôn. Cái bông này găng cử. Nhà thân mến, tạm thời mình xin kết thúc video ở đây. Chúc cả nhà luôn vui, luôn khỏe và đừng quên chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hẹn cả nhà ở những clip tiếp theo, nếu có dịp về quê thì mình sẽ quay tiếp tục nha. Bye bye cả nhà nha.